Question 491. How many new protected classes were added in the Fair Housing Amendments Act of 1988? A. 2. B. 3. C. 5. D. 7. Correct answer is A. 2. There were two new protected classes added in the Fair Housing Amendments Act of 1988, handicap and familial status. People with emotional and physical health challenges and people with familial status. X. Couples with young children, divorced individuals, unmarried couples living together, etc., were all protected. Low 3. Câu 491. Có bao nhiêu lớp được bảo vệ mới đã được thêm vào đạo luật sửa đổi nhà ở công bằng năm 1988? A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 Câu trả lời đúng là A. 2 Có 2 lớp được bảo vệ mới được thêm vào trong đạo luật sửa đổi nhà ở công bằng năm 1988, tình trạng khuyết tật và tình trạng gia đình. Những người có những khiếm khuyết về sức khỏe cảm xúc và thể chất và những người có hoàn cảnh gia đình, ví dụ, các cặp vợ chồng có con nhỏ, cá nhân đã ly dị, các cặp đôi chưa cưới mà sống cùng nhau, v.v., đều được bảo vệ. Lo 3.